chương trình xin mời quý vị cùng quay trở lại với nghệ sĩ ưu tú Trọng Bình với giá văn Cô bé thương nàng. Thưa quý vị, hát văn hài bóng là một trong những hình thức diễn sướng cổ nhất của Việt Nam, đã được Bộ Văn hóa và Thể thao Du lịch đề trình UNESCO công nhận là một loại hình văn hóa phi vật thể của nhân loại. Hôm nay đứng trước cửa Phật, đứng trước cửa thánh, nghệ sĩ Trọng Bình không có lý do gì không thể tặng quý vị được. Với giá Cô bé thường làm, nghệ sĩ ưu tú Trọng Bình xin gửi tới quý vị lời chúc sức khỏe, được phúc như Đông Hải, thọ tử Nam Sơn, tài như Sơn Chí, lộc tựa Vân Lai, cầu phúc phúc lai, cầu tài tài tới. Xin chào quý vị cùng thưởng thức giá Cô bé thường làm.
quý vị. Quý vị có nhận ra đây là nam nghệ sĩ hay nữ nghệ sĩ không ạ? Anh chính là nam nghệ sĩ Đình Kiên. Anh đã từng thay mặt cho những cô Việt Nam đi biểu diễn rất nhiều trong các cuộc giao lưu quốc tế, trong đó có Pháp, Bỉ, Hà Lan, Thụy Điển. Xin mời quý vị cho nghệ sĩ Đình Kiên một tràng pháo tay thật lớn đi không ạ? Rất nhiều.